Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc mũ dành cho chú mèo của chúng ta nha. Với chiếc mũ ngày hôm nay thì móc cực kỳ đơn giản và nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Mình sử dụng hôm nay là mưu bò và nguyên liệu ngày hôm nay chắc là chỉ khoảng tầm 5 tới 10.000 là đã xong một chiếc mũ này rồi. Nguyên liệu là mình sử dụng mưu bò và có hai màu, một màu là hồng đậm hơn và một màu hồng nhạt này. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm một đôi mắt thú size cũng khá là to. Và nếu như mà mọi người có thể chuẩn bị những cái cặp mắt mà có mi và long lanh hơn ý, thì sẽ xinh hơn nhiều nha. Và mình sẽ khâu phần miệng này. Ngoài ra mình có chuẩn bị một chiếc nơ. Còn nếu như bạn nào không khó thì mọi người có thể lên mạng và xem cách móc nơ và trang trí vào nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu móc thôi. À, ngoài ra thì cái nguyên liệu ngày hôm nay mình còn có sử dụng kim móc. Và kim móc của mình đó là kim móc hai đầu. Mình sử dụng cái đầu số 4 nha mọi người. Tại vì cái mưu bò thì cái lem nó hơi to á. Trước hết mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật nha mọi người. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật như sau. Mọi người sẽ cầm như thế này này. Úp tay xuống. Đưa sang đây. Đó. Và mình sử dụng kim móc hai đầu. Đầu số 4 nha. Kéo vào lỗ này. Đưa qua đây. Kéo lên. Đó. Các bạn đưa len vào tay này. Như vậy là mọi người đã móc xong cái vòng tròn ma thuật. Bây giờ mọi người móc lên cho mình một mũi đơn. À, một mũi mắt xích để chốt cái vòng tròn này lại. Nếu mà vòng tròn đúng thì tí nữa mọi người sẽ di chuyển được cái vị trí nó như thế này. Đó. Móc tiếp lên cho mình một mũi đơn nữa. Bây giờ mọi người móc mũi kép đơn bằng cách lấy len này, đâm vào cái vòng tròn to này. Đó, các bạn kéo lên. Giữ như thế này. Kéo lên thì bây giờ trên kim nó sẽ có 3 cái lỗ. Các bạn lấy len này, đưa qua hai vòng tròn trước. Tiếp tục hai vòng tròn. Như vậy các bạn đã được một mũi kép đơn. Và mọi người thực hiện đánh dấu chân mũi đầu tiên này vào. Đây là mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp tục mình móc tiếp. Lấy len này, đưa vào vòng tròn to này. Kéo len, đưa lên. Đưa qua 2 giây. Tiếp tục 2. Tiếp tục này. Mình đã có 2 chân. Làm tiếp, kéo lên, đưa qua 2 và đưa qua 2. Đây gọi là mũi kép đơn. Mọi người sẽ làm tiếp như thế này, tổng cộng là 12 lần. Tiếp tục, đưa qua, đưa qua. Các bạn lưu ý rằng là mỗi một cái chân bắt đầu từ chân mình đã đánh dấu rồi này. 1 này, 2, 3, 4, 5. Như vậy là mình đang có 5 mũi kép đơn. Và mọi người sẽ đếm móc tiếp cho mình 7 mũi kép đơn nữa nhé. Khi mọi người đã móc được 12 mũi kép đơn như thế này thì các bạn sẽ dùng cái dây này kéo vào này, kéo dần vào này. Đó, như vậy là các bạn đã tạo xong một vòng tròn. Rồi, phần chóp mũ đã hoàn thành. Các bạn sẽ đâm vào cái chân mà mọi người đã đánh dấu này này. Đây, cái chân nó có lỗ này này. Đó, mọi người lấy len này. Kéo thẳng qua lỗ bên này. Như vậy là các bạn đã xong vòng số nhất. Xong vòng thứ nhất. Rồi, vòng thứ hai, mọi người móc lên 1 và 2 mũi. Mọi người nhìn thấy cái vị trí ở dưới đây không? Các bạn sẽ lấy len này. Sử dụng tiếp tục cái mũi kép đơn. Móc vào vòng tròn này. À, vào chân mũi đầu tiên này. Mũi kép đơn, đánh dấu tiếp. Tiếp tục thêm một lần nữa vào chính cái vị trí đấy. Đây gọi là mũi tăng. Tức là mỗi một chân mũi này thì mọi người sẽ móc 2 mũi kép đơn. Thì sau khi mà kết thúc, các bạn sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn. Đó, mọi người thấy không? Từ hai chân mũi mình đã có tổng cộng là 4 mũi kép đơn rồi này. Tiếp tục quá trình như vậy, mỗi một cái lỗ này mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn. Thêm một cái nữa tại cái vị trí đấy luôn. Đó. Và tiếp tục quá trình như vậy cho tới cuối hàng nha. Bao giờ mọi người đếm đủ có 24 chân mũi từ chân đánh dấu là đúng.
Rồi, như vậy là mình đã móc đủ 24 mũi kép đơn. Sau đó thì cái mũi này mọi người không mắc này. Đây là chân kép đơn cuối cùng, thì đây mình sẽ móc vào đây. Và bây giờ các bạn sẽ trượt vào chân mũi màu đỏ này, đâm vào đây, kéo len này và kéo thẳng qua đây. Đây gọi là mũi trượt nha. Các bạn móc tiếp lên 1 và 2 mũi mắt xích, lấy len. Tiếp tục vòng số 3 mọi người vẫn móc tại vị trí đầu tiên này. Các bạn sẽ móc là cứ một mũi kép thì mình sẽ móc một mũi tăng. Đây là mũi kép, đánh dấu vào mũi bên cạnh. Các bạn sẽ móc mũi tăng. Mũi tăng tức là như vòng vừa rồi mình móc là hai mũi kép chung một chân. Tức là bây giờ mình sẽ không phải là mũi nào cũng móc mũi tăng, mà là cứ cách một mũi mình sẽ tăng một lần. Đó, mũi đầu tiên là 1, mũi tiếp theo sẽ là 2 này, 2 tức là chung một chân này. Rồi, mũi bên cạnh thì lại là 1. Đó, mọi người cứ so le như vậy. Bên cạnh lại là 2. Tiếp tục 1. Rồi, rồi lại 2. Rồi lại 1. Mọi người cứ móc như vậy cho tới cuối nha. Rồi lại 2. Rồi, vậy là mình đã có 6 mũi, 36 mũi kép đơn như thế này. Mũi cuối cùng là mũi tăng nha. Sau đó là mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên. Đây chính là cái phần chóp mũ của chú mèo. Nếu mà mèo của nhà bạn nhỏ quá thì các bạn có thể móc 2 vòng thôi, còn mình là móc 3 vòng tại vì mèo cũng khá là trưởng thành rồi. Tiếp theo mọi người móc tiếp 2 mũi mắt xích này. Và mình sẽ móc cái phần lỗ để tai cho chú mèo. Móc 5 mũi kép đơn trước. 1 này. Vòng này mình sẽ không móc tăng nữa nha. Mỗi một chân mũi móc 1 kép đơn thôi. 2 này. 3. 4. Và 5. Sau khi 5 mũi kép đơn xong thì tùy thuộc vào mèo của nhà bạn tai to hay là nhỏ thì mình sẽ móc số mũi bính tăng lên. Bây giờ mình sẽ móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nếu như mèo nhà bạn mà tai to hơn thì mọi người có thể móc là 16 mũi bính, hoặc là nhỏ hơn thì móc tầm 12, còn mình móc 14 nha. Sau đó mọi người sẽ đếm này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 này, 7, 8 này và 9 này. Thì mọi người sẽ móc vào chân mũi thứ 9 này 1 mũi kép đơn như thế này. Đó, các bạn móc. Đây là chân mũi kép đơn đầu tiên này. Tiếp theo là 2 này. Đó, móc tiếp này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau khi xong đủ 10 mũi thì mình sẽ móc tiếp cái phần tai đối xứng. Vẫn móc tương tự số mũi bính như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Các bạn cũng đếm như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Và chân mũi thứ 9 thì mọi người móc mũi kép đơn. Đó. Tiếp tục 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi và 5 mũi. Như vậy là vừa khít cái phần mũ sẽ đối xứng nhau. Và trượt vào đây.
Thế là mình đã hoàn thành xong. 1, 2. Bây giờ mình sẽ móc phần viền của chiếc mũ. Tiếp theo, hàng tiếp theo mọi người sẽ móc như sau. Mỗi một chân mũi mọi người móc cho mình một mũi kép đơn như bình thường nhé. 1 này. 4 và 5. Tiếp theo là đến cái dây bính này. Thì nếu như mà mọi người móc ở dây bính này 14 mũi ghép đơn thì mọi người sẽ móc mỗi một chân mũi bính này này. Đây, ví dụ đây là 1 này. Móc vào cái chỗ này sẽ tương ứng với số mũi ghép đơn mà mọi người móc, số mũi bính mọi người móc. Mỗi một chân bính này móc một ghép đơn. Nếu mà mọi người móc 12 chân bính thì móc 12 kép đơn. Đó, và cứ thế tương tự. 14 thì là 14, 15 thì là 15. Và móc số mũi kép đơn tương ứng. Rồi, sau khi mà mọi người móc xong dây kép đơn ở đây thì đến cái chân này thì mọi người lại móc như bình thường. Và móc hết cho tới cái chân cuối cùng này nha. Sau khi mà mọi người đã móc xong các chân mũi vào các mũi mà mọi người đã móc như thế này, thì bây giờ các bạn sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên này. Hai vòng cuối cùng rất đơn giản. Các bạn móc lên hai mắt xích này. Mỗi một chân mũi này mọi người móc cho mình hai mũi kép đơn. 1 này và 2 này. Đó, đây gọi là mũi tăng. Chân mũi nào cũng móc hết hai mũi tăng. Ví dụ bây giờ mọi người có 48 mũi kép đơn. Thì khi mà móc xong mọi người sẽ có tổng cộng là 96 mũi kép đơn. Và cứ thế móc hết cho tới cuối hàng. Và cái hàng sau khi móc xong hàng này thì mọi người sẽ móc thêm một hàng nữa. Cách làm cũng tương tự. Từ 96 mũi mọi người nhân 2 lên. Đó. Như vậy là mọi người sẽ có rất là nhiều mũi kép đơn. Và như vậy thì cái vành mũ ấy, nó sẽ hơi bèo ấy. Thì đội lên rất là xinh. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu móc. Mỗi một chân mũi này mọi người móc cho mình 2 mũi kép đơn. Và cứ thế tiếp tục. Hết hàng này thêm một hàng nữa là kết thúc xong chiếc mũ nha. Vậy là mình đã móc xong cái phần mũ này. Thì hai vòng cuối là mình móc đều mũi kép tăng này mọi người. Thấy không? Và hàng cuối cùng mình sẽ móc hàng mũi đơn. Và mình sẽ móc là không tăng không giảm nha mọi người. Móc xung quanh đều là mũi đơn. Thì mình sẽ được cái phần viền rất là yêu như thế này. Bây giờ mình sẽ trang trí phần mũ. Mình sẽ trang trí hình chú bạch tuộc nha. Tiếp theo là mọi người sẽ tìm cho mình một đôi mắt to tầm này nha. Và mọi người sẽ gắn vào mũ. Và các bạn đã có đôi mắt như thế này thì mình sẽ dùng súng bắn keo để dính vào các vị trí nha mọi người. Phần bạch tuộc cảm xúc này thì mọi người có thể trang trí cái mặt tùy theo hướng mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm kiểu gọi là mặt cười nha mọi người. Đây, dính mắt này. Nếu mà mọi người có đôi mắt kiểu nó long lanh ấy thì lại càng đẹp. Sau đó là bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người khâu phần miệng nha. Các bạn khâu từ vị trí này thì mọi người sẽ luồn cái kim này vào đây đã. Ví dụ như này. Sau đó bây giờ mình sẽ tìm vị trí này. Mình sẽ bắt đầu từ vị trí này nhé. Các bạn kéo không được để kéo quá là mạnh nha. Đến vị trí này đi. Các bạn kéo sang như này. Rồi. Sau đó là mọi người sẽ thấy ở đây là 4 chân kép đúng không? Thì mình sẽ lựa tìm cái điểm ở giữa, đâm lên như này. Mọi người nhớ là đừng có kéo cho nó chặt quá nha. Đó. Sau đó các bạn sẽ lại đâm xuống. Rồi.
mình thấy nó vẫn chưa được hình cười lắm ấy, cho nên là mình sẽ lấy lại. Đây, để cho nó cười thì mình sẽ đẩy cho nó xuống một tí đúng không? Thì mình sẽ luồn lại và thực hiện lại. Chẳng hạn như mình sẽ cho ở dưới đây một chút, dưới đây một chút đi. Đây, như thế này thì nó sẽ kéo xuống rồi nè mọi người. Như này nha. Ok, sau đó là bây giờ mọi người sẽ thực hiện là khâu cái sợi này một đoạn nữa, xong rồi mọi người cắt len đi. Mọi người nhớ là không được kéo căng quá nha, chỉ để hờ thôi và cắt len đi. Như vậy là mọi người đã khâu được xong phần miệng, rất là xinh luôn đó. Nếu mà mọi người khéo tay hơn, mọi người có thể đính thêm mi cho cái con bạch tuộc này. Còn bây giờ thì mình sẽ khâu thêm phần má nữa nhé, hồng hồng ở hai bên cho nó xinh. Ok, như vậy là mình đã trang trí xong. Mình đã thêm một chút hạt cườm này, khâu một chút màu hồng hơn ở phần mắt và đính một cái nơ. Nếu như mà ai mà không có nơ thì các bạn có thể móc một chiếc nơ khác để mọi người cho lên nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc mũ ngày hôm nay rồi, chiếc mũ bạch tuộc cảm xúc dành cho chú mèo của chúng ta. Và hy vọng mọi người sẽ thích video lần này của mình nha. Hãy like và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.